Nghiên cứu gì anh Khải? Hả? Tính nghiên cứu gì vậy? Chuẩn bị rửa xe. Nó vừa cố. Xe vừa thế này thì rửa cái gì nữa? Nó rửa chứ để dơ xe vậy mà ai chịu nổi trời. Xe chạy suốt hết rồi, chạy chắc để đi rừng rẫy chứ chạy suốt mấy nhựa chạy suốt hết rồi. Đi bảy đắng rồi. Bảy đắng rồi. Rồi, xe chắc giỡn hoài, mười mấy triệu của tôi, ông anh hai anh lúc mới mua là 21 triệu đó ông nội. Mới bước với 21 triệu chứ gì? 21 triệu giờ này bán cái bèo gì cũng ông bán giùm tôi đi. Bán gì? Tính mua chiếc xì bò chạy à. Xe chạy cái này thì bán ai mua nữa? Chạy hết rồi. Ê, cái gì? Ông có cái cách nào mà mấy cái nhựa đen á? Sao? Nó bị oxy hóa nó thành màu bạc đúng không? Bạc đó. Ừ. Ông làm có cách nào mà làm cho nó đen bóng lại không? Khô vậy anh xài cũ rồi, anh đời mới đây mới bán đi, mua xe mới thì nó bóng lại thôi. Có gì đâu. Thiệt á. Khôn ghê anh, khôn ghê đó. Nghĩ sao trời? Thì tôi hỏi ông có cách nào không chứ khôn gì mà khôn. Có đó. Phía sau tôi đây là một chiếc xe màu đen, là đen nhám nó bị bạc màu rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ giúp anh Khải khôi phục chiếc xe này trở về màu đen như thông thường của nó bằng một mẹo rất đơn giản. Tôi nên chắc cái mẹo này rất là hay. Các bạn nên xem để áp dụng. Và các bạn còn cái mẹo nào nữa thì hãy bình luận ở dưới nha. Tại đi Khải, lâu quá anh Khải. Nước xe cũ nha. Nước ông làm bên này cho tôi coi cái này. Không, cái này. Anh làm cái này trước nè. Cái nào? Cái này bạc nè. Bạc đúng không? Ừ. Làm sao? Nếu mà có nhớt nhớt xịn nữa anh đổ vô cho em một miếng cũng được. Nhưng mà không có thôi. Nhớt mới hả? Nhớt mới đổ vô cho có tinh dầu. Anh đổ một miếng nhớt cho xe này. Đổ vô trong đây. Vô miếng giấy này. Rồi đổ miếng nhớt trong đây nè. Nhớ làm xong được ghi bán xe. Chà nhẹ đây. Bên đây nữa. Đây nè. Đó các bạn quan sát là cái xe đang có màu bạc nha. Rồi. Khô phục lại cho ông xem. Tôi sát kỹ luôn, góc kẽ luôn nè. Cái gì? Đó. Hay đi luôn cái thằng đường về luôn đi. Tôi khám nhé. Nè, hôm nay tôi sẽ khôi phục lại nha. Cái gì? Đó, anh cứ đổ vô anh em quét đầy hết cho em. Đây là cái mẹo cực hay. Các bạn nên coi để biết. Nó dính đất quá. Tính ra cái tại đây là mẫu thôi, tính ra là anh phải rửa xe trước anh mới làm. Các bạn nhớ, các bạn đừng nhân Khải nha, các bạn phải rửa xe sạch sẽ các bạn mới làm nha. Vậy gì thì làm cái chỗ này thôi, chỗ này đất không, làm cái chỗ này để tôi coi thử đã. Quét chưa? Chỗ sạch này, chỗ này sạch không có đất nè. Tính ra các bạn phải rửa xe sạch, các bạn để cho nó khô, các bạn phơi nắng cho nó khô ráo nước đi các bạn mới bắt làm được. Tại vì thôi khỏi bỏ đi. Ý là như vậy đó. Rồi. Thì để bên này với bên này so sánh, thì em để bên này với bên này so sánh với nhau. Biết liền. Rồi cái vành mũ bên đây là tôi thấm nữa không? Ừ. Thấm cho nó thấm nhớt vô hả? Ừ. Sau khi mà anh quét xong đó mà anh để cho em tầm 30 phút. Là để cho nó khô nó rút vô hả? Để cho 30 phút đi rồi tí mình anh sẽ biết kết quả. Rồi là sau tầm 30 phút nè, anh lấy cái dẻ anh chùi lại giùm em qua. Chùi lại nó khô nó cũng sẽ là màu y mình rửa thôi cái gì đâu. Không có đâu. Không được cái chỉ bậy rồi để dơ tùm lum ra. Sao mà dơ được mà dơ. Mới đầu nè. Chùi lại. Đó thấy chưa? Ủa, kỳ ta. Đó, bây giờ nó cái màu nãy nó màu bạc đúng không? Bây giờ nó khôi phục thành cái màu đen rồi thấy không? Cái màu đen nhám quanh đúng không? Cái này giống như cái màu mới mua vậy á. Ừ, đó, cái khôi phục này đó. Thấy chưa? Hay vậy. Nè, bây giờ em chùi em không tay không dính miếng nhớt luôn nè. Ủa mà khi nó khô nó có trắng mày không? Không, nó bám vô luôn. Nó rút vô lại luôn á. Ừ, đây là cái mèo rất là hay mà ít ai biết đó. Nó đù. Thân lắm em mới chỉ, không em không chỉ đâu. Trời ơi, trời đùa. Ông mở tiệm ông làm trời. Khôi phục những cái đồ nhựa của xe máy nữa nó có màu đen trở lại nữa. Trời. Mình thôi em ông chỉ tôi đi, ông chỉ cho nhiệt tình tôi mở tiệm tôi làm tôi khỏi làm rau. Ừ, đó các bạn thấy không? Sạch sẽ rồi nè. Nếu mà anh có thời gian anh rảnh á, anh rửa xe đi rồi anh những cái chỗ nào mà ấy anh bôi lại hết cho em. Ủa, em đảm bảo sẽ. Đó. Đen bóng luôn. Bóng luôn nè. Những khu vực làm xe cũ luôn thấy chưa? Bên đây quay bên đây thấy chưa? Bên đây nó đó. Đây nhìn đây rõ ràng nè. Ừ. Đó. Đó nè. Đó thấy chưa? Các bạn thấy không? Hai màu khác nhau hoàn toàn thấy chưa? Vậy là mình để đó. Dạng như là mình để cho nó thấm vô đúng không? Ừ. Mà phải rửa cho sạch đúng không? Rửa cho sạch. Đầu tiên phải rửa xe cho sạch, phơi xe khô đi. Đó. Hay dữ trời. Đó, cách đơn giản thôi. Hàng lốc máy có thể chùi sạch được nè. Nhưng nếu bị dằn bô này mình em chùi thử nó cũng sạch nè. Đó. Thấy không? Ừ. Nhưng mua chữ Honda nè. Nhận lốc máy nè thấy không? Ôi nhìn như mới luôn, em thề anh luôn. Nếu mà anh rửa xe sạch đó, anh chùi em thề anh cái xe anh y hệt xe mới luôn, 100%. Nhìn cái màu phải mới không? Y hệt xe mới, nếu nhìn từ xa vô y hệt xe mới luôn nè. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ổn chưa? Cái gì?
cái lốc máy của tôi nè, cái bộ máy trong đó nó hơi bị kêu á. Không có cách nào mà cho cái máy thành máy mới luôn không? Anh ra tìm sửa xe, anh kêu nó thay máy mới nha. Em không phải là chuyên gia sửa xe. Ông biết mà ông giấu không ơi? Không có giấu đâu, mệt anh quá. Đây các bạn thấy không, đây là một cách hiệu quả mà tôi phục về mới. Anh Khải đang thích thú, anh Khải đang chùi cái dè sập nè. Chuẩn bị anh Khải biến cái dè sâu nè, bạc thành xe mới nè. Hồ biến. Đơn giản không? Tôi mà chiều nay mà tôi ở cái này nữa nè. Đó, cái này làm luôn, cái này luôn. Cái này bằng nhựa nè. Ừ. Đó rồi, miếng giấy vào đây. Như này, giấy nè. Đây. Đó, các bạn xem thử có áp dụng được cho các bạn như thế nào không? Các bạn hãy bình luận ở dưới. Đó, thử xem mày sao. Nè, ông nhiều cái tật quá ha. Ôi, lộn, ông nhiều cái tài quá ha. Thì thân quá em mới nói không, em giấu của mình. Nếu thấy mẹo này hay mà hợp lý với bạn thì nhớ đăng ký bật chuông nha. Tôi sẽ mang đến các bạn những mẹo hay nhất. Đó. Rồi, sắp sửa có xe mới rồi, chiều nay có xe mới rồi. Bóng đẹp luôn ha, bóng một trên cái nhìn nó khác hẳn luôn ha. Đã ghê ta. Cái này nó bị ấy rồi, nãy phải để ngâm cho lâu xíu nó mới ngâm vô được. Thì nó mục quá mục rồi không? Đúng rồi. Mục quá mục rồi đâu nữa. Cái này nó lâu năm rồi. Ừ, ổn đó, thấy không? Những cái xe như mới luôn. Đủ, công nhận hay chứ. Ổn. Ông tôi thấy ông nhiều tật, nhiều tài, có tật. Đúng rồi, ông có tật, có tài luôn. Em có tật giật mình. Em có cái tài lanh. Rồi nha, mày ổn rồi đó.